Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái thí nghiệm cho các bạn xem. À đây, không, cái này gọi là thực tế nhé. Thực tế là cái viên nén các bạn mua lẻ đây. Đây là viên nén, mình xếp cho bạn xem này. Đây là viên nén, loại này là loại đã cũ rồi, khó nào ạ, còn loại này là loại mới, trông không khác gì nhau luôn. Các bạn có thể các bạn mua lẻ thì thường người ta bán chậm ấy, thì những cái viên nén để lâu này nó hút ẩm rồi, nó sẽ rất là khó nở, nó không nở nữa. Thì các bạn có thể là chờ khoảng mất cả tuổi thanh xuân nó cũng chẳng nản ra đâu. Đây, bây giờ mình cùng nhúng hai viên này vào nước nha. Này, đây là cái loại cũ này, đây loại hàng mới này, và cùng khoảng thời gian cho các bạn xem. Chuyển thành 3 viên đi. Mọi người 3 viên cũ, à bên này 3 viên mới. Các bạn mua hàng các bạn phải chú ý mua của ai uy tín ấy. Chứ còn nó giống hệt nhau chẳng biết đâu mà làm. Các bạn chờ chút đã thôi. Mình tiến hành chiết ngó bạch tuyết. Rồi bạch tuyết đây. Nhìn hoa bạch tuyết. Các bạn mua trên mạng hầu như là hay mua lẻ ít thì sẽ rất hay gặp những trường hợp bảo tại sao về ngâm mãi mà nó không nở ra. Thì đây là lý do nhé, tức là khi mà bao bì ra rồi chia lẻ ra để bán thì người ta sẽ không bán một lồng một loạt mà hết được ngay. Thế những cái viên bán ngay hàng loạt đầu ấy thì là những người mua có thể được cái hàng mới thì nó sẽ nở ngay, còn ví dụ một thời gian sau người ta mới bán được thì nó đã bị hút ẩm mất rồi. Chưa nở hết cỡ nhưng mà cũng khá là dài rồi, cùng khoảng thời gian nhé, mà cho cái loại cũ này thêm khoảng một ngày nữa nó cũng chỉ thế thôi, nó không thể nào thêm nữa, tại vì nó hút ẩm rồi, nó không nở nữa rồi. Để mình vớt ra cho các bạn dễ nhìn. Các bạn mua viên nén thì các bạn nhớ chú ý nhé. Hỏi tư vấn xem ai người ta mua rồi, chỗ nào mà uy tín. Ví dụ trường hợp mà nó không nở ra được như thế này, mình có thể gọi là khiếu nại lại với người bán hàng. Còn ví dụ những cái chỗ không uy tín thì người ta cứ bán hàng gọi là xong là thôi, nên là bạn có khiếu nại cũng bằng không. Đây nhá, sau một khoảng thời gian bằng nhau thì mình cho đây cho bạn xem để so sánh. Mình sẽ lấy ba cái viên mới, ba cái viên đã bị hỏng đấy, các bạn so sánh đi. Hầu như là cái viên cũ nó không nở ra nữa, bạn có ngâm cả ngày thì nó vẫn rất là cứng, không thể nào được. Nhưng ba viên mới này, dạ.
Rồi, chúc các bạn một người mua hàng thông thái nhé. Đây dâu bạch tuyết của mình nhé, đang nhân giống.